Ok, xin chào các bạn. Và ngày hôm nay thì Belo sẽ cùng với các bạn chúng ta mở hộp nhanh một cái phiên bản di sốc, phiên bản giới hạn. Và đây cũng là một cái module máy hoàn toàn mới cho dòng di sốc 5600 huyền thoại của Casio. Và có thể nói là đây sẽ là một cái thế hệ mới nhất cho dòng 5600. Và chắc chắn thì Casio di sốc họ cũng sẽ giới thiệu rất là nhiều những cái phiên bản với cái cụm đó là H5600. Ở đây thì chúng ta đã có rất là nhiều những cái phiên bản như là GBD100 hay là GBD H1000, GBD H2000. Khi mà chúng ta được trang bị những cái bộ hệ thống sạc kép cũng như là kết nối điện thoại thông minh và đo nhịp tim. Và đến bây giờ thì Casio G-Shock họ chính thức giới thiệu cho chúng ta một cái phiên bản với thiết kế mặt vuông huyền thoại 5600, và đi kèm với đó là rất là nhiều những cái tính năng khác nhau. Thì chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp nhanh nha. Và Belo cũng chọn một cái phiên bản có thể nói là xịn sò nhất trong dòng H5600 hiện nay. Đó. Và ở G-Shock DW-H5600EX1 thì chúng ta sẽ có được cái ba cái tính năng chính mà Casio G-Shock họ giật tít cho chúng ta, đó là heart rate này, đo được cái nhịp tim này, thậm chí là đo được cả nồng độ oxy trong máu. Chúng ta sẽ có smartphone link kết nối với cả điện thoại thông minh cùng với dual charging system, tức là cái hệ thống sạc kép, sạc vừa được sạc qua năng lượng mặt trời, năng lượng ánh sáng cũng như là sạc qua USB cùng với cả một cái củ sạc, cáp sạc riêng mà Casio G-Shock trang bị cho chúng ta. Rồi, và ở phần hộp thì chúng ta sẽ có, ở cái phiên bản đặc biệt này thì chúng ta sẽ có được cái hộp nó cũng rất là đặc biệt và được thiết kế gọi là nêu bật lên cái thiết kế huyền thoại của dòng G-Shock 5600. Và chúng ta sẽ có được mã hiệu đầy đủ của nó sẽ là DW gạch ngang H5600EX1DR này. Module máy của chúng ta sẽ là 3516. Ở trong video clip này thì mình cũng sẽ mở hộp cho các bạn xem. Đấy, để các bạn chúng ta yên tâm chúng ta mua sắm trước. Còn những cái tính năng kết nối thì mình sẽ thực hiện ở cái video clip tiếp theo nha, để tránh cho video clip của chúng ta nó quá dài, các bạn sẽ khó xem khi mà chúng ta đang muốn xem nhanh. Rồi, và xin chào các bạn với DW-H5600EX. Và ở đây thì chúng ta sẽ được sử dụng hoàn toàn những cái vật liệu thân thiện với môi trường. Và ở đây các bạn sẽ thấy là chúng ta mua một chiếc đồng hồ, một bộ, nhưng mà chúng ta sẽ không chỉ nhận được một chiếc đồng hồ như thông thường, mà chúng ta sẽ gồm có full cả một bộ vỏ và dây đi kèm. Đấy, bây giờ sẽ bóc hết ra cho các bạn xem nha. Đấy, ở đây chúng ta sẽ có một cái riêng một bộ dây vỏ đi kèm này. Đấy, đây là cái phiên bản giới hạn này. Rồi, tiếp tục này, mở hộp ra này thì chúng ta sẽ có được bộ phận, một cái cụ, khá là nhiều những cái phụ kiện đi kèm. Đó, các bạn khi mà chúng ta mua thì chúng ta sẽ nhận được đầy đủ nha. Ở đây chúng ta cũng sẽ có một cái tool rất là quen thuộc với những cái phiên bản mà chúng ta sử dụng hai bộ dây, cũng như là hai bộ vỏ, thì chúng ta đều được đi kèm cái tool này, thì nó sẽ giúp cho chúng ta lấy dây lấy vỏ ra một cách dễ dàng hơn. Đó, ở trong cái những cái phụ kiện này thì chúng ta sẽ có được nguyên một cái bộ bộ sạc này. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có được cái bộ sạc này nha. Cái sạc này nó sẽ đi kèm và nó sẽ dạng như là sạc kẹp này. Các bạn có thể dùng cái kẹp này, các bạn kẹp nó vào phần nắp lưng của đồng hồ. Thì ở cái này chúng ta sẽ có cái phần này. Đấy, các bạn kẹp nó vào cái cụm đây, có hai cái chấu ở đây, thì chúng ta sẽ chỉ cần kẹp cái sạc này và chúng ta cắm vào USB, những cái củ sạc điện thoại của chúng ta cũng được, thì chúng ta sẽ giúp cho sạc được cho đồng hồ. Và các bạn cũng lưu ý là khi mà chúng ta sử dụng á, thì khi mà chúng ta sử dụng những cái tính năng như là nhiều những cái tính năng như là đếm bước chân hay là chúng ta đo nhịp tim, thì các bạn mới cần phải sạc cái đồng hồ này bằng với các cái công cụ sạc này thôi. Còn khi mà chúng ta sử dụng theo một cái dạng xem giờ như thông thường á, thì chúng ta sẽ không cần phải sạc qua cái bộ sạc này, mà chúng ta sẽ chỉ cần sạc với năng lượng ánh sáng. Nói chung là các bạn cứ đeo thì chúng ta sẽ không bao giờ phải lo nghĩ đến cái vấn đề sạc đồng hồ cả. Còn khi mà các bạn muốn sử dụng những cái tính năng sâu hơn, cao hơn như là đếm bước chân hay là chúng ta sử dụng những cái tính năng đo nhịp tim các thứ, thì chúng ta mới cần phải sạc thôi. Rồi, và ngoài những cái tool để chúng ta thay dây và những cái bộ sạc riêng, thì chúng ta sẽ còn có
một số những cái hướng dẫn để giúp cho chúng ta thay dây vỏ một cách dễ dàng hơn này. Đó, các bạn sẽ để ý có cái chấu này. Đó, chúng ta sẽ đẩy cái tun này vào cái chấu ở phần dưới nắp lưng này và chúng ta bậy nó ra rất là nhanh chóng thôi. Đó, thì chúng ta sẽ tháo được cái phần vỏ ra. Đó, ok, và sau đó chúng ta lắp phần mới vào là xong. Còn ở đây chúng ta, đây là cái hướng dẫn thay vỏ này. Đấy. Còn ở đây thì chúng ta sẽ có một cái phần nó là hướng dẫn thay dây. Dây thì dây chốt hở rồi, do đó là chúng ta rất là dễ thay thôi. Đó, chúng ta dùng cái tool này chúng ta đẩy cái suốt này vào là được. Rồi, và tiếp tục chúng ta sẽ có một cái sách hướng dẫn sử dụng, và cái sách này thì đương nhiên rồi, nó sẽ khá là dày. Nó sẽ khá là dày và nó khá là nhiều những cái phần khác nhau. Đó. Rất là thú vị với rất là nhiều những cái tính năng được trang bị cho DRU H5600EX, và chắc chắn rồi thì để nói về những cái tính năng của nó thì sẽ phải là thực hiện một cái video clip riêng. Đấy, trong video clip này mình sẽ mở hộp nhanh cho các bạn xem nha. Và đi kèm thì chúng ta vẫn sẽ có được cái thẻ bảo hành quốc tế của DRU H5600EX, thì chúng ta vẫn sẽ nhận được hai cái chế độ bảo hành song song, đó là 1 năm ở trên thị trường quốc tế, cùng với đó là chế độ bảo hành 5 năm ở trên toàn quốc. Và mức giá niêm yết chính thức của DRU H5600EX một tại thị trường Việt Nam nó là 2.454.000 đồng. Các bạn cũng sẽ được nhận được cái mức giá sale rất là tốt. Tại Belo thì các bạn sẽ chỉ cần chi ra khoảng hơn 17 triệu gì đó thì chúng ta đã sở hữu được cái DRU H5600EX này rồi. Và khi mà các bạn mua thì chúng ta cào cái lớp phủ cào này ra và sau đó chúng ta kích hoạt bảo hành điện tử thì chúng ta sẽ nhận được cái chế độ bảo hành 5 năm cho thân máy và pin của nhà phân phối, cũng như là chúng ta cũng sẽ nhận được cái thẻ thay pin G-Shock miễn phí trọn đời tại Belo để chúng ta sau khi mà hết hạn bảo hành. Ok rồi. Và tương tự những cái mẫu G-Shock có dùng kim loại này thì chúng ta cũng sẽ có được cái lớp seal ở trên phần mặt này đó, để giúp cho chúng ta giữ được nguyên vẹn cái vẻ đẹp của cái bộ vỏ với cái viền benzen trên bằng kim loại rất là đẹp như này. Đây là những chiếc đồng hồ G-Shock mà được ứng dụng những cái công nghệ cao cấp nhất của Casio G-Shock hiện nay, do đó là nó sẽ có một cái mức giá không hề rẻ một chút nào. Tuy nhiên thì khi mà các bạn lên tay á thì ngoài những cái họa tiết nó khác biệt ra thì những cái vật liệu mà Casio G-Shock trang bị cho chúng ta có thể nói là rất là tuyệt vời. Và các bạn nào mà các bạn yêu thích cái dáng mặt vuông này đó thì chúng ta sử dụng cái phiên bản này có thể nói là không chê vào đâu được. Ok, chúng ta sẽ có được một cái viền benzen trên bằng kim loại quá là đẹp rồi. Và những cái vật liệu ở trên DRU H5600EX á, thì chúng ta đều được sử dụng những cái vật liệu thân thiện với môi trường. Do đó là khi mà các bạn cầm lên á, thì các bạn sẽ thấy được cái bộ dây vỏ này nó cực kỳ mềm và nó rất là nhẹ. Nó đem đến cho chúng ta một cái tổng thể trải nghiệm đeo rất là tốt và giúp cho chúng ta nhẹ nhàng thoải mái khi mà chúng ta sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Bộ dây vỏ đi kèm cũng vậy, các bạn có thể thấy là nó rất là mềm và sờ lên nó rất là mướt, rất đẹp, rất đẹp. Ok rồi. Đây sẽ là một chọn bộ các bạn mua tại Belo thì chúng ta sẽ nhận được chọn bộ như thế này. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái cảm biến đo nhịp tim, và trên cái cảm biến này thì hiện tại nhà phân phối họ đang dán cái tem vàng chống giả trên nắp lưng, thì khi mà các bạn sử dụng thì các bạn mua rồi thì các bạn có thể bóc cái tem chống giả này ra, nó sẽ chỉ có ý nghĩa chống hàng giả thôi. Thì khi mà các bạn mua sản phẩm rồi, các bạn yên tâm đây là sản phẩm chính hãng rồi, thì các bạn có thể bóc ra để chúng ta có thể sử dụng được cái cảm biến đo nhịp tim này nha, và nó sẽ còn có thể đo được cả nồng độ oxy trong máu nữa đó. Và với cái phiên bản này lại với cái phiên bản DWH 5600EX này thì chúng bên cạnh những cái tính năng rất là xịn sò mà Casio G-Shock họ trang bị cho phiên bản này của chúng ta, thì chúng ta vẫn sẽ còn có thể chuyển nó đến cái chế độ hoạt động gọi là đơn giản nhất của Casio G-Shock, tức là chúng ta sẽ chỉ cần xem giờ, xem ngày, xem tháng, xem thứ thôi, mà chúng ta sẽ không cần phải dùng nhiều những cái tính năng bên cạnh khi mà chúng ta không cần thiết đó. Các bạn sẽ thấy là khi mà các bạn không muốn chúng ta phải care về cái vấn đề sạc pin đó, chúng ta không muốn đồng hồ nó phải kết nối Bluetooth thì chúng ta có thể sử dụng cái chế độ xem giờ bình thường này đó. Và với cái chế độ xem giờ bình thường này thì các bạn cũng sẽ không cần phải sạc qua cái sạc
USB trang bị như thế này mà đồng hồ nó sẽ được sử dụng qua cái hệ thống sạc pin năng lượng mặt trời solar power đó, và cái màn hình MIP của Casio trang bị cho DWH5600X thì các bạn có thể thấy là nó sẽ có một cái độ tương phản rất là cao, và khi mà các bạn nhìn những cái thông số như này ở mọi góc thì các bạn sẽ luôn luôn quan sát được rất là rõ ràng những cái thông số ở trên mặt của đồng hồ. Còn khi mà các bạn muốn sử dụng những cái tính năng Pro hơn đó thì chúng ta có thể chuyển sang những cái chế độ kết nối Bluetooth cùng với cả điện thoại thông minh, và kết hợp với đó chúng ta sẽ sử dụng cái hệ thống pin sạc USB này, thì nó sẽ giúp cho pin của DWH5600X chúng ta sẽ sử dụng được những cái cảm biến này trong thời gian khoảng một tuần thì chúng ta mới cần phải sạc đi sạc lại nha. Chúng ta sẽ không cần phải sạc hàng ngày mà chúng ta sẽ chỉ cần một tuần sau chúng ta mới cần phải sạc. Mình đánh giá đây là những cái tùy biến mà Casio G-Shock họ rất là hiểu những cái đối tượng khách hàng của mình. Chúng ta có thể không cần phải sử dụng liên tục những cái theo dõi nhịp tim, mà chúng ta sẽ sử dụng theo từng đợt chúng ta tập luyện, thì đây sẽ là một cái để giúp cho chúng ta sử dụng DWH5600EX một cách thực tế hơn rất là nhiều. Chúng ta sẽ không phải care về quá nhiều những cái vấn đề về sạc pin đồng hồ hàng ngày. Rồi, một video clip mà mở hộp nhanh DWH5600EX trực tiếp tại Belo. Khi mà các bạn mua hàng thì chúng ta sẽ nhận được đầy đủ trọn bộ như vậy nha. Đó, về những cái video clip mà Belo sẽ hướng dẫn các bạn kết nối Bluetooth cho phiên bản này cũng như là sử dụng những cái tính năng thì Belo sẽ thực hiện ở trong video clip tiếp theo. Video clip cách kết nối Bluetooth DWH5600EX cũng như là tinh chỉnh những cái tính năng ở trên điện thoại thông qua ứng dụng Casio Watches mà Casio trang bị cho chúng ta thì sẽ được Belo sẽ giới thiệu trong thời gian sớm nhất nha. Và rất là cảm ơn sự theo dõi của các bạn trong video clip ngày hôm nay, và rất mong sẽ tiếp tục gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Và Belo xin phép được kết thúc video clip ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.